Hôm nay tôi hướng dẫn sử dụng phần mềm online tên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn chú ý là đuôi vn viết liền nhau không chữ dấu cách và không có dấu phần mềm này hỗ trợ cho học viên à, tự học câu hỏi trắc nghiệm và thi thử các môn kiến thức chung môn tiếng Anh và môn tin học theo hình thức trắc nghiệm học viên ôn tập dự tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức có nhu cầu à, học trên phần mềm này hãy kết nối Zalo hoặc gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số trên màn hình 0912 595654 hoặc số thứ hai là 094 3078123 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm. Hôm nay tôi minh họa cái phương pháp học ở trên phần mềm thông qua học nghị quyết số 52, nghị quyết của Trung ương ban hành ngày 27 tháng 9 năm 2019 về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia à, của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. À, sau đây tôi sẽ minh họa cái phương pháp học. Chúng ta khởi động trình duyệt cốc cốc hoặc Google Chrome trên máy tính hoặc trên điện thoại. Chúng ta gõ cái hình thức trắc nghiệm .vn vào cái dòng địa chỉ trên cùng này. À, chú ý là đuôi viên Sau đó ra giao diện của màn hình như thế này thì đúng. Môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức. Rồi mục số 2 là ôn tập dự kiến thức chung, ôn tập dự thi nâng ngạch công chức. Một số ba, mục số 3 này Kiến thức chung ôn tập dự tuyển công chức cấp xã môn mục số 4 là môn tiếng Anh, môn, môn số 5 là môn tin và các mục ở phía dưới này là kiến thức chung cho ôn tập dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập và y tế và giáo viên. À, đấy, chúng ta kéo phía dưới ví dụ như là môn kiến thức chung mục 16 này ôn tập dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập, mục 17 là kiến thức chung ôn tập dự tuyển à, dự thi nâng ngạch, thăng hạng, viên chức. Đối với nâng ngạch công chức Chúng ta kéo lên phía trên Thí à, dụ như là mục số 2 à, cả môn kiến thức chung ôn tập dự thi Nâng ngạch công chức Chúng ta kích chuột mục số 2 Sau đó chúng ta nhập ký danh mật khẩu à, Chú ý à, khi các em có mật khẩu Thì chúng ta phải bảo mật cái mật khẩu của mình Vì à, nếu cho bạn Bạn chiếm quyền đăng nhập phần mềm Thì các em mất quyền điều khiển phần mềm Nó cũng giống như kỳ thi chính thức diễn ra Mỗi một học viên à, dự thi Tức là một thí sinh có một số bức danh và một mật khẩu của em nào em vào là đấy cho nên các em thấy cho bạn bạn vào thì mình không vào được nữa. Phần mềm nó sẽ khóa lại. Thì vì vậy phải bảo mật cái mật khẩu của mình. Tại một thời điểm chỉ đăng nhập được trên một thiết bị. Thí dụ chúng ta đăng nhập trên máy tính ở nhà. Chúng ta học sau đó chúng ta phải thoát ra khỏi phần mềm trên máy tính ở nhà. Thì khi đó chúng ta mới đăng nhập trên máy tính của cơ quan được. Và đặc biệt tại máy tính cơ quan chúng ta đăng nhập xong chúng ta cũng phải thoát ra khỏi phần mềm để chúng ta về nhà chúng ta mới đăng nhập được và phải bảo mật cái mật khẩu khi đăng nhập trên máy tính cơ quan. Các em chú ý điều đó. Chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm. Vào phần mềm chúng ta dành một hai phút gì đó để chúng ta đọc hướng dẫn ở trên màn hình này. Nhất là cái mục đầu tiên. À, ví dụ chúng ta thi à, từ cán sự à, lên chuyên viên, rồi từ chuyên viên lên chuyên viên chính, à, chuyên viên chính lên chuyên viên cao cấp thì chúng ta học phần chung à, và đặc biệt có cái à, danh mục à, chúng ta cần ôn tập môn kiến thức chung đối với công chức hành chính thì một nội vụ đã có ban hành danh mục rồi thì rất là thuận lợi để chúng ta ôn tập. Và chúng ta kích chuột vào mục số 1 để danh mục tài liệu ôn thi nâng ngạch. Thì sau đó chúng ta nên in cái tài liệu này ra giấy để chúng ta đánh dấu từng mục một để chúng ta học đến mục nào xong rồi chúng ta đánh dấu lại để chúng ta ghi nhớ. Đây là một tài liệu khá là nhiều tới 42 danh mục. Đó, kéo 37 7 này. À 42 À, rồi môn ngoại ngữ thì ôn theo thông tư 01 môn tin học ôn tư, ôn theo thông tư 03 42 tài liệu này đều có à, câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm rất đầy đủ đó, đó. thế thì chúng ta tra chỉ mục như thế nào đó, thì em lướt cho các em xem nha đây ví dụ như là số 1 thì à, trong phần mềm sẽ ký hiệu là số 1 nhưng có cái ngọc vuông à, ngọc vuông ở phía trước và đóng ngọc vuông à, số 2 này à, có ngọc vuông à, đóng ngọc vuông Ví dụ số 6, luật phòng chống tham nhũng. Thì đây là mục số 6 thì trên phần mềm cũng là có số 6. Nhưng bên cạnh có dấu ngọc vuông. Đó, để các em chú ý để mình đánh dấu. Chúng ta kích chuột vào nút quay lui. Đó, ví dụ như đây. Ví dụ như là có, có số 2 trong ngọc vuông đây này. À, các em thấy như lại có số 2 trong ngọc vuông đây. Đó, chuột đây. Thì nó ứng với à, tài liệu số 2 à, trong à, cái, cái danh mục tài liệu à, Bộ Nội vụ của ban hành. đây đây, đây, danh mục đây. Thì chúng ta kéo xuống đây có số 2 này à, là chỉ mục trong cái mục à, bộ nội vụ ban hành. Đấy, thầy giáo hướng dẫn cho cái cách đánh. Vì trên phần mềm này có rất nhiều danh mục. Thì à, cái danh mục mà đây có các cái số mà trên ô vuông. À, ô vuông bên cạnh chính là danh mục trùng với cái tài liệu à, bộ nội vụ ban hành để chúng ta ôn tập. Để cho nó, nó sát, cho nó trúng với à, cái yêu cầu à, kiến thức ôn tập mà do bộ nội vụ ban hành để chúng ta thi nâng ngạch. Thế thì phương pháp học trên phần mềm Bước 1 là chúng ta tìm xuống phía dưới này Một danh mục khá đầy đủ Các thầy chuyên đi dạy cho nên đưa ra một danh mục khá đầy đủ đây à, Rất là nhiều Đây ví dụ như là đến mục 74 là Theo cái tài liệu ở Trong đang còn tiếp tục update Cập nhật nữa Nhưng hiện tại vào giờ phút này đã là 74 tài liệu Nhưng cái tài liệu 74 này Trên phần mềm tương ứng với Chỉ mục 16 Trong cái danh mục tài liệu Bộ nội vụ ban hành ôn thi nâng ngạch công chức có cái số 16 bên cạnh này à, thì bước đầu chúng ta kéo xuống phía dưới này chúng ta tìm cái file tài liệu đó, ví dụ như tài file tài liệu đây là à, nghị quyết 52 à, ban hành ngày 27 tháng 9 2019 về nghị quyết về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia công à, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chúng ta kích chuột vào mục này thì chúng ta tải về máy tính là cái file sau đó chúng ta mở kích chuột vào à, mở file lên đó, chúng ta mở cái file lên, Đó, chúng ta kéo lên đây, cái mở cái file đây. Chúng ta chú ý đối với cửa sổ đâu thì có dấu trừ ở uh, cửa sổ là thu nhỏ về uh, thanh tác ba. À, chúng ta kích chuột vào dấu trừ thì nó thu nhỏ. Chúng ta kích uh, nó trái chuột vào cái biểu tượng thu nhỏ này thì nó lại bật lên Đấy, để chúng ta uh, thao tác trên hai cửa sổ để chúng ta học câu hỏi trách nhiệm. Chúng ta kéo sẽ bước một chỉ thực hiện lần đầu thôi. Thì chúng ta đã có file rồi hoặc chúng ta in ra giấy nếu có điều kiện không có điều kiện chúng ta à, học trên máy tính thì chúng ta kích chuột chúng ta tìm pha thì đã tiền à, mà in đã kinh phí in ấn sau chúng ta kéo lên phía trên thì à. đây là mà 74 đây thì tương ứng với mục 16 trong chỉ mục thầy giáo giới thiệu rồi câu hỏi trắc nghiệm nghị quyết 52 chúng ta kích chuột vào cái mục mục này sau đó chúng ta kéo xuống phía dưới chúng ta sẽ tìm đến cái thực đơn là có thực đơn nộp mà à, thực hiện đề thi À, kéo xuống chúng ta tìm này, để, để, thực hiện đề thi, rồi chọn Start và bắt đầu. À, sau đó là đăng học. À, ví dụ chúng ta đăng học, thì chúng ta chọn Finish ở góc tay trái màn hình để phần mềm hướng dẫn cho chúng ta học. Thế còn trong quá trình thi thử, thì chúng ta chọn một trong các phương án đã cho. Hết thời gian làm bài thì không làm được. Và còn thời gian thì chúng ta có quyền chỉnh đổi phương án. À, sau đó là phần mềm báo cho chúng ta được bao nhiêu phần trăm số câu trả lời đúng. Tất nhiên là 60 câu, 60 phút, 1 phút, 1 câu. À, khi kỳ thi chính thức diễn ra, chúng ta phải làm được ít nhất 30 câu trở lên mới qua được môn kiến thức chung, à, môn, môn tin học. Nếu phải thi 30 câu, 30 phút cũng phải làm được 15 câu trở lên. Môn ngoại ngữ, cụ thể là tiếng Anh. 30 câu, 30 phút chúng ta cũng phải làm được ít nhất 15 câu trở lên mới qua được môn ngoại ngữ. Có ít nhất một môn bị rớt là không có cơ hội thi vòng 2 môn nghiệp vụ chuyên ngành. Đấy, chúng ta chú ý, chúng ta phải qua được cái vòng 1 đã. À, với 42 danh mục à, ôn tập rất nhiều kiến thức chúng ta phải ôn tập và chuẩn bị trước kiến thức cạnh tranh nhau bằng kiến thức rất lành mạnh đó bây giờ chúng ta muốn thăng tiến tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức thì bây giờ cạnh tranh nhau kiến thức chúng ta phải chuẩn bị kiến thức các thầy có kiến thức để cho các em các em sẽ học các em sẽ đậu à, có kiến thức để chúng ta còn phục vụ còn làm công việc à, chuyên môn để làm công tác tốt hơn đấy cho nên là à, phải chuẩn bị kiến thức để có hai mục đích mục đích vượt qua kỳ thi mục đích thứ hai chúng ta hiểu biết về à, kiến thức chung rồi chúng ta có thể nâng cao được trình độ chuyên môn khi chúng ta được thăng tiến à, để chúng ta làm công tác tốt hơn chú ý bây giờ là cạnh tranh nhau kiến thức để chú ý điều đó à, chúng ta chọn finish ở góc tay trái màn hình à, tay trái màn hình sau đó là chúng ta kéo con trọ xuống phía dưới để chúng ta tìm đến cái thực đơn nộp bài và kết thúc nộp bài kết thúc để chúng ta xem cái hướng dẫn cái phương pháp học nghị quyết thì cái việc học nghị quyết ấy, thì chuyển thể chuyển chuyển thể câu hỏi trắc nghiệm từ nghị quyết sang câu hỏi trắc nghiệm là một cái, cái cái cách học để nâng cao trình độ học nghị quyết à, để nâng cao chất lượng học nghị quyết vì nếu không á là chúng ta đọc không ấy thì nó như đọc văn bản nó trôi tuột luôn nó không động lại thì cái kinh nghiệm dạy đại học nhiều năm và kinh nghiệm làm công tác đảng nhiều năm thì giáo thấy rằng cái phương pháp học nghị quyết chất lượng nhất à, mang mang tính chất chuyên sâu nhất là chúng ta chuyển thể thành, thành câu hỏi trách nhiệm. Sau đó chúng ta học câu hỏi trách nghiệm thì chúng ta hiểu được nghị quyết rất sâu sắc. Đó là cái kinh nghiệm được rút ra từ khi cái công tác à từ à, kinh nghiệm từ thầy à, quá trình giảng dạy và quá trình công tác à, về vấn đề công tác đảng. Thế thì à, bây giờ nó cái học nghị quyết nó khác hoàn toàn với học luật, học thông tư, nghị định hay học tài liệu à, bồi dưỡng là nó khác đấy. À, có một cái khả năng chuyển đổi câu hỏi trách nhiệm. À, từ nghị quyết sang cơ hội trắc nghiệm thì cũng phải có trình độ năng lực nhất định mới làm được thì giáo cũng phải tự đánh giá mình có cái năng lực đó thì chúng ta làm được eh, cho học viên ôn tập thí dụ như là à, thông qua câu hỏi trắc nghiệm để chúng ta học à, cái nghị quyết tình huống đặt ra mà giống như cuộc sống đặt ra mà tình huống thì chúng ta phải vận dụng cái gì để chúng ta giải quyết cái tình huống đó. À, thế thì eh, nó rất là nhớ lâu và nó phải rất bài bản và rất chuyên nghiệp Thì mới làm được điều đó Thí dụ như theo nghị quyết năm hai này Cái giá trị trong ngọc kép Là xây dựng được hạ tầng à, Số đạt trình độ Tin tín của khu vực ASEAN, ASEAN. Internet băng thông Rộng phủ 100% các xã à, rồi Kinh tế Số chiếm khoảng 20% GDP Năng suất lao động Tăng bình quân trên 7% Một năm thì cái giá trị của một kép này chúng ta nhận diện ra nó thuộc về một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025 hay là một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030 hay là phương án C là tầm nhìn đến năm 2045 hay là đây là mục tiêu tổng quát thế thì cái giá trị này thì chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng nó nằm trong bốn phương án nào sau đây Đấy, thế thì phần mềm nó hướng dẫn cho chúng ta là đây là nó thuộc vào một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025. Thế thì chúng ta kích chuột vào file, kích chuột lên, chúng ta tìm đến à, cái mục mục tiêu cụ thể. Đây, quan điểm chỉ đạo và mục tiêu. Thì một là quan điểm chỉ đạo, thì chúng ta đọc cái quan điểm chỉ đạo. Đấy, đến đâu chúng ta sẽ đọc đến đó. Lần lượt nó sẽ quyết hết à, toàn bộ cái nghị quyết này. Đây, mục tiêu cụ thể đến năm 2025. Bây giờ chúng ta phải đọc. Đó, thì như vậy là dạ, ví dụ như là duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu. À, thuộc à, ba nước dẫn đầu ASEAN thì đây là à, một trong những cái mục tiêu cụ thể đến năm 2025 25 à, hay là xây dựng hạ tầng số đạt trình độ tiên tiến khu vực ASEAN. À, rồi, internet băng thông rộng phủ 100% các xã, kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP, năng suất lao động Tăng bình quân trên 7% Thì đây, cái giá trị này Chính là à, Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 Đó, chúng ta để ý khi học Chúng ta phải nhớ Các quân số này 100% này, 20% GDP này Đây là các quân số mang tính chất định lượng Thì à, Ngoài ra chúng ta phải ghi nhớ các quân số này Để gặp câu hỏi Trắc nghiệm mang tính chất định lượng Chúng ta trả lời, chọn là các quân số chính xác luôn thì cái giá trị trong đề bài cho à, giá giá trị đề bài cho đây thì chúng ta thấy cái giá trị này thì nó chính là rơi vào phương án nào ở trong bốn phương án nó chính rơi vào phương án đây là một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025 đó thì chúng ta đọc chúng ta à, nhớ như vậy và lưu ý rằng là khi ta học lần đầu giống như là ta đi từ A đến B thì nó đang bỡ ngỡ chúng ta chưa nhận ra được À, những cái đặc điểm gì trên cái đoạn đường từ A đến B, thí dụ từ A đến B à, có một cái cửa hàng xăng dầu, nhưng đi lần hai là chúng ta định hướng ra được là đến cái đoạn nào trên cái đường đó à, từ A đến B là chúng ta nắm được là có cây xăng dầu. thì bây giờ chúng ta làm học lần đầu chúng ta chưa nắm được cái, cái 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 giá trị này nó nằm ở phương án nào, lần thứ hai chúng ta đọc liếc một phát là chúng ta nhận ra ngay đây chính là À, cái giá trị nằm trong một số mục tiêu Cụ thể đến năm 2025 Đó, Vì vậy chúng ta luyện nhiều à, Chúng ta không cần thuộc à, Chúng ta cần uh, cần đọc và hiểu Cái nội dung Và có phương pháp suy luận làm bài Nhất là các cái cụm từ Mà chúng ta đã uh, nhận diện ra Để chúng ta suy ra phương án đúng Thì khi học nghị quyết kiêm Chú ý các cái cụm từ Để chúng ta đọc uh, Và chúng ta nhớ Thì chúng ta sẽ chỉ ra được phương án đúng đó, nó gọi là à, cái kinh nghiệm như thế Đấy. thế thì ví dụ câu 3 thì đây là hỏi về các quân số này thì các quân số này ấy, là bao nhiêu phần trăm thì chúng ta phải nhớ Đó. thì chúng ta sẽ làm được hay là câu à, câu 4 chúng ta thấy cái giá trị là tương tự câu trên duy trì xếp hạng về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu thuộc à, nhóm 40 nước dẫn đầu thế dẫn đầu 40 nước dẫn đầu thế giới mạng di động 5G phủ sóng toàn quốc. À, mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp là nó là mục tiêu tổng quát đối với phương án A hay là phương án B tầm nhìn đến năm 2045, phương án C một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030 hay là một số mục tiêu cụ thể đến hai, đến năm 2025. Mà đáp ứng ở đây là chúng ta ghi nhớ con số 40 nước này để chúng ta làm câu hỏi trách nhiệm định lượng đây này. này và văn đúng ở đây là một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030. Đó, chúng ta để ý thì chúng ta mở à, cái pha kích chuột lên thì chúng ta thấy rằng đến năm 2030 thì đây. À, mục tiêu cụ thể đến năm 2030 là duy trì xếp hạng và chỉ số đổi mới sáng tạo à, toàn cầu thuộc nhóm 40 nước dẫn, dẫn đầu thế giới mạng di động 5G phủ sóng Toàn quốc, mọi người dân được truy cập Internet băng thông rộng với chi phí thấp. Thì chúng ta thấy ở đây chứ mọi người dân à, để phấn đấu. Thì đến cái mục này, thì ở đây chúng ta thấy rằng có cái cụm từ mọi người dân để mạng 5G. À, thì chúng ta thấy rằng đến năm 45 thì quá dài. À, đến năm 25 thì, thì lại sớm quá. Thế cho nên chúng ta thấy ở đây chính là mục tiêu cụ thể đến năm 2030. À, thì các cái cụm từ để chúng ta nhận diện ra cái phương án cũng là một cách tư duy uh, suy luận để chúng ta tìm ra phương án nhanh nhất đó rất tuyệt vời không đó. thì tương tự như vậy uh, chúng ta giải thầy giáo giải thích thêm một số câu đó ví dụ ở đây câu số 6 này theo nghị quyết uh, 52 Hai, giá trị này Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thuộc nhóm uh, dẫn đầu ở khu vực châu Á Đà, chúng ta chú ý cùng từ dẫn đầu, khu vực châu Á có năng suất lao động cao, có đủ năng lực làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực. Chú ý chữ tất cả, tất cả lĩnh vực kinh tế, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh là phương án A, mục tiêu cụ thể đến năm 2025, hay là một số mục tiêu cụ thể đến năm 2030, phương án C, hay là tầm nhìn đến năm 2045, hay là mục tiêu tổng quát. Đó, thì như vậy đáp án đúng Đây là tầm nhìn đến năm 2045 Thì chúng ta kích chuột vào file Để chúng ta học lý thuyết Để chúng ta đọc cái file là tầm nhìn à, Đến năm 2045 Là Việt Nam trở thành một trong những trung tâm sản xuất dịch vụ thông minh à, Trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á à, Có năng suất lao động cao Có đủ năng lực Làm chủ và áp dụng công nghệ hiện đại Trong tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội môi trường quốc phòng an ninh à, thì như vậy là chúng ta học lần đầu cũng giống như chúng ta đi từ A đến B đi lần đầu tiên thì chúng ta à, mở cái file lên để chúng ta đọc lý thuyết à, thế thì đi, đi đi lần sau mà gặp câu hỏi này hay là kỳ thi chính thức diễn ra rơi vào câu hỏi này chúng ta chọn trong một giây là xong luôn và chúng ta tinh ý chúng ta nhận ra các cái giá trị như là dẫn đầu khu vực châu Á là 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 là, là lớn là tốt lắm rồi đúng không? Rồi áp dụng công nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội ở trong môi trường an ninh thì trong các các phương án chúng ta suy này 2025 thì chưa đạt được, 2030 cũng chưa đạt được. Cho nên ở đây là phải tầm nhìn đến năm 2045 cơ thì có thể đạt được điều này. Đó là cái mức mình mục tiêu của mình đề ra. Thế còn mục tiêu tổng quát thì đã gọi là tổng quát rồi, đây là mục tiêu rất cụ thể rồi. Cho nên phương án mục tiêu tổng quát sẽ bị loại trừ thì trong bốn mốc 2025, 2030, 2045 thì sau khi chúng ta học bài xong, học bài đi đi lần đầu à, thì chúng ta chưa nhận ra được đi lần thứ hai là chúng ta nhận ra được cái giá trị này. Chúng ta tinh ý là chúng ta phán ra là nó phải thuộc 2045. Đấy, cho nên ở đây chúng ta để ý này, ghi nhớ các cụm cụm từ in đậm để tinh ý nhận ra đáp án nhanh chóng. Tức là đáp án tầm nhìn đến năm 2045. Đấy cái phương pháp học nghị quyết là như vậy có nhiều em bảo em thuộc nhưng mà thuộc là tốt nhưng mà cũng không giải quyết được chúng ta phải hiểu cái nội dung như thầy nói là cái phấn đấu của mình trong trong ba cái giai đoạn này à, thì chúng ta phải loại trừ ngay đây không phải mục tiêu tổng quát rồi thì cái giá trị mà dẫn đầu khu vực châu á thế rồi dụ áp dụng công nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội môi trường an ninh thì phải là cái mốc cao nhất trong các mốc đặt ra ở đây thì đây chính là tầm nhìn đến năm 2045 thì nữa là các em học đừng học lần thứ đầu học lần một là chúng ta nên tra về nghị quyết như thầy giáo vừa nêu chúng ta tra cái 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 mục này để chúng ta đọc một lần nhưng đi lần thứ hai đi lần thứ ba tức là học lần hai lần ba thì chúng ta tinh ý để chúng ta đoán các từ này chúng ta suy luận nhanh chóng ra đáp án đúng đó phương pháp tuyệt vời không rất tuyệt vời trên phần mềm của thầy Quang có rất nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm chúng ta học lần 1, học lần 2, học lần 3 là ok à, rất nhiều học viên trung tuyển kỳ thi tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức học theo cái phương pháp kinh nghiệm dạy đại học và kinh nghiệm làm công tác đảng của thầy à, nhiều năm thì giáo đưa ra một cái phương pháp để chúng ta nhớ cái bộ óc của chúng ta là suy luận được thông minh này các thầy quốc kiến thức các thầy cho các em các em à, cạnh tranh nhau rất tuyệt vời à, các em nghe video xong các em thấy rằng là học cái cách của thầy rất nhiều em cũng nhắn tin lại đúng là tốt tuyệt vời rất tuyệt vời có em còn bảo thầy là thầy ơi trên cả tuyệt vời đó rất tuyệt vời đúng không thầy giáo bày thầy giáo hướng dẫn cái cách học mà chúng ta nhớ được thì giáo dịch ra chuyển thể từ phai nghị quyết mà thành câu hỏi trách nhiệm cho các em rất dễ học và rất chất lượng ví dụ chúng ta về cái câu nào đó chúng ta kích chuột vào cái ô bên này ví dụ câu số 17 chúng ta kích chuột vào Đó cái phương pháp thứ, thứ, hai thì đây thì giáo giới thiệu một cái câu về mang cái chất định lượng này cơ quan nào đó tức là hỏi về cơ quan nào là gắn cứng đấy à, là định lượng rồi cơ quan nào chủ trì phối hợp với ban kinh tế trung ương và các cơ quan liên quan hướng dẫn việc à, quán triệt thực hiện nghị quyết đáp án a là ban tuyên giáo trung ương và ban tổ chức trung ương đáp án b là phương án b Phương án A là ban tuyên giáo trung ương và ban tổ chức trung ương Phương án B là ban tuyên giáo trung ương Phương án C là văn phòng trung ương đảng Phương án D là ban tổ chức trung ương Thì các cái giá trị này chúng ta không luyện trên phần mềm Kỳ thi chính thức diễn ra dưới một dạng câu này là lung tung ngay Chấm chừng ăn may thì nó không chắc lắm Ta ban đúng đây là ban tuyên giáo trung ương Phần mềm hướng dẫn ta mở cái mục số 4 của nghị quyết lên à, Chúng ta lại kích chuột vào file hay chúng ta rửa file ra, rửa à, cái 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 bản in ra, à, chúng ta tìm đến mục số 4 để chúng ta học, à, nó sẽ phụ hết à, học trách nhiệm là không học tủ được phải học hết à, cái hệ thống câu hỏi trên phần mềm của thầy là phụ hết toàn bộ nghị quyết à, một cái luật nào đó cũng phụ hết, cho nên kỳ thi chính thức diễn ra ra đây gì cứu gì tăng làm được vì ta có học tủ là chúng ta học hết rồi, Phụ hết toàn bộ rồi, đây mục số bốn Mục số 4 ở đây là tổ chức thực hiện Các em chú ý mục số 4 các nghị quyết Hay có tổ chức thực hiện Hay là đây là các cái cái chữ mà Bôi trên nền xanh đây là cơ quan nào này à, Khi học chúng ta để ý thế Cho nên học rất là nhanh thôi à, Ví dụ như ban à, Mục số 50 này Ban tuyên giáo trung ương Chủ trì phối hợp với ban kinh tế trung ương Và các cơ quan liên quan hướng dẫn Việc quán triệt thực hiện nghị quyết à, Thì chúng ta đọc cái cụm từ này đọc lần đầu tiên ở ban tuyên giáo trung ương thì chúng ta thấy rằng có cái sự hướng dẫn Học quán triệt nghị quyết này thì đây là có thể đoán nó ra suy ra đây là nhiệm vụ của ban tuyên giáo à, thường là như thế thế cho nên học lần đầu thì chúng ta mở như vậy đọc lần hai chúng ta thấy cơ quan nào chủ hợp phối với, hợp với ban tuyên giáo trung ương các cơ quan liên quan hướng dẫn quán triệt thực hiện nghị quyết thì có cái chữ hướng dẫn này thì thường là chức năng nhiệm vụ của ban tuyên giáo cho nên chúng ta chọn ngay phương án là ban tuyên giáo trung ương. Đấy để chúng ta ghi, chúng ta ghi nhớ, rất tuyệt vời đúng không? À, tương tự như cái câu tiếp theo là câu 18 này chẳng hạn nhé. Thì đây chúng ta thấy này, cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi giám sát kiểm tra đôn đốc triển khai thực hiện nghị quyết, định kỳ sơ kết tổng kết thực hiện báo cáo bộ chính trị ban bí thư. Thì ở đây đáp án ở đây là ban bí thư trung ương à ban kinh tế trung ương chúng ta mở cái mục 4 lên xem có đúng ban kinh tế trung ương không điểm mục 6 này ban kinh tế trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan ban kinh tế trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi giám sát kiểm tra đôn đốc à, triển khai thực hiện nghị quyết định kỳ sơ kết tổng kết việc thực hiện báo cáo à, bộ chính trị ban kinh tế đó, à, thì chúng ta thấy rằng cái này nó liên quan đến kinh tế Thế cho nên chúng ta chọn phương án ban kinh tế trung ương Đó à, thì rất tuyệt vời đúng không? À, chúng ta kéo xuống chúng ta để, để giáo giải thích một số sản câu nữa chẳng hạn. Chúng ta chọn next page, next là page là trang, next trang phía sau. Next page trang phía sau. Đó, chúng ta kéo xuống. Ví dụ như là cái dạng câu về à, câu 23. À, cái giá trị trong trong ngọc kép này. Chủ động à, tích cực tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng việc cấp bách vừa lâu dài à, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội gắn chặt với à, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng là cái này nó là à, phương án A là à, một số mục tiêu cụ thể đến năm 2025 hay là mục tiêu tổng quát hay là tình hình và nguyên nhân hay là quan điểm chỉ đạo thì đáp án đúng đây là quan điểm chỉ đạo thì ban đầu học chúng ta mở cái file nghị quyết lên chúng ta tìm đến cái mục quan điểm chỉ đạo đó chúng ta kéo lên phía trên chúng ta tìm đến cái mục quan điểm chỉ đạo đây 1.1 à, là chủ động tích cực tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là yêu cầu tất yếu khách quan là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng vừa cấp bách lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội gắn chặt với hội nhập kinh tế à, hội nhập quốc tế sâu rộng đó chúng ta chú ý cái cái giá giá trị trong một kép này nó chính là à, điểm à, đầu tiên mục 1.1 của quan điểm chỉ đạo đó thế là quan quan điểm chỉ đạo như vậy cái giá trị này chúng ta nhận diện ra nó phải là phương án rơi vào phương án d đây Nó chính là quan điểm chỉ đạo đó học lần đầu này sau khi học lần đầu xong đọc lần thứ hai thì chúng ta phải nắm được các cái câu từ để hiểu được thế nào là quan điểm thế nào là quan điểm chỉ đạo thì chúng ta đọc cái cái, cái đoạn này thì nhận diện học lần thứ hai chúng ta thấy rằng à, cái này nó không phải là À, mục tiêu cụ thể được, nên phương án A bị loại trừ và nó không thể là mục tiêu tổng quát được và nó cũng không phải là tình hình nguyên nhân. Nguyên nhân này, nguyên nhân kia thì loại trừ C thì chúng ta suy ra được phương án qua điểm chỉ đạo ngay. Đó cái phương cái cách làm thứ hai là sau khi chúng ta đi từ A đến B đi lần thứ nhất thì chúng ta cứ mở file lý thuyết ra để nghị quyết ra để chúng ta đọc. Sau đây lần thứ hai chúng ta đã đi hay kỳ thi chính thức diễn ra thì chúng ta nên làm cách nhanh nhất À, chúng ta nhận diện các cái từ trong cái cụm từ chủ đề bài thì chúng ta tìm được là phán ra à, suy ra được đáp án à, trả lời luôn đấy, cái cái phương pháp học là như vậy đúng không rất là tuyệt à, vời đó thí dụ như thế chúng ta tìm đến à, các câu ví dụ chúng ta về cái câu gần gần cuối cái câu 46 chẳng hạn à, thì đây là một cái dạng câu tiếp theo đây này. À, theo nghị quyết năm hai phương án nào sau đây là một trong những chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu À, hỏi này phương án nào sau đây là một trong những chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu thì phần mềm hướng dẫn chúng ta đọc mục 3 và ba nhỏ đây Đấy, thì hướng dẫn cho ta là đọc à, nội dung phương án và câu hỏi yêu cầu tinh ý là nhận ra phương án trả lời thì ở đây phương án trả lời là quy hoạch xây dựng hạ tầng thanh toán số à, quốc gia theo hướng đồng bộ thống nhất dùng chung tận dụng và khai thác có hiệu quả hạ tầng mạng lưới viễn thông để triển khai các dịch vụ thanh toán à, với người dân chi phí thấp thì đây nó là chính là chính sách chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cái cụm từ này đã nói lên chính sách à, phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu rồi Đấy, chúng ta ban đầu đã học thì chúng ta vẫn mở pha à, chúng ta tìm đến mục số ba à, phương pháp vừa học câu hội trắc nghiệm vừa học lý thuyết vừa học pha nghị quyết thì giáo trình bày như vậy đây mục số 3 đây Bà lớn này là một số chủ trương chính sách chủ động tham gia của cách mạng công nghiệp lần thứ tư để một nhỏ này hai nhỏ này ba nhỏ này đó à, chúng ta phải tìm đến mục số ba nhỏ à, để chúng ta đọc đây chúng ta thấy rằng là đây là mục số ba nhỏ này chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thế giới chúng ta đọc toàn bộ mục ba này để chúng ta nhận diện ra khi triển khai băng thông rộng thì các cái băng thông rộng này chất lượng ấy là nó nằm trong hạ tầng rồi hay là hạ tầng dữ liệu quốc gia là nằm trong chính sách phát triển hạ tầng tín yếu Hay là hình thành hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia Các cái từ ngữ rất chuyên môn đây Nó mang tính chất hạ tầng rồi Đấy, để chúng ta nhận diện ra Chúng ta đọc kỹ một đoạn ở đây Đây là quy hoạch này Đó, thì chúng ta để ý đây Cái giá trị quy hoạch này Khi chúng ta đọc đó. Thì chúng ta thấy rằng là à, Quy hoạch xây dựng hạ tầng thanh toán số quốc gia Theo hướng dẫn đồng bộ thống nhất Dùng chung tận dụng khai thác hiệu quả hạ tầng, anh có chữ hạ tầng mạng lưới viễn thông này, này. để cũng nói lên là để chúng ta nhận diện được cái câu trả lời luôn để triển khai các dịch vụ và thanh toán cho người dân chi phí thấp. Đó, trong bốn phương án thì chúng ta đọc chúng ta thấy cái phương án quy hoạch có chữ quy hoạch phương án d này chính là nó tốt lên chính sách phát triển cơ cấu hạ tầng thiết yếu thì cái dạng câu này chúng ta đọc tất cả các phương án A, B, C, D Thì chúng ta đi học lần đầu Thì chúng ta à, học lý thuyết để như thầy giáo vừa trình bày Khi chúng ta học lần thứ hai là Chúng ta tinh ý Chúng ta nhận diện ra các cái cụm từ Trong phương án Và chúng ta đoán ra được phương án Thỏa mãn điều kiện đầu bài Đúng không? Đấy, phương án D đây là thỏa mãn điều kiện đầu bài Hắn thuộc vào nhóm chính sách Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu Đó, đây là loại câu khó đấy à, Chúng ta phải học kỹ thì loại câu này chúng ta đọc dài một phút một câu mà không luyện nhanh dơ vào câu dài như thế này mà đọc chậm là không đủ thời gian đúng không thế nên phải luyện thôi đó, đó, là cái phương pháp học trên phần mềm thông qua học câu hỏi trắc nghiệm nghị quyết và học file nghị quyết thì thầy giáo minh họa cho các em chúng ta kích chuột mục số 1 để chúng ta quay lui về các mục khác để chúng ta tiếp tục học các mục khác đó rất là nhiều à, thế bây giờ à, muốn kết thúc phiên làm việc với phần mềm chúng ta thoát ra khỏi phần mềm chúng ta kích chuột vào góc phải trên cùng màn hình chúng ta chọn cái cái thực đơn có chữ thoát đó Cứ xuất hiện cái chữ thoát đây là cái số mà nó chia lớp thì chúng ta kéo ra thôi đây này, có chữ thoát đây đó, kích chuột vào góc phải trên cùng của màn hình kích chuột vào thoát để chúng ta thoát ra khỏi phần mềm đó chúng ta kích chuột vào dấu chéo để tắt cái số đó như vậy là à tôi vừa minh họa xong cái phương pháp vừa học câu hỏi trách nghiệm trên phần mềm là tình cũng đặt ra để chúng ta học À, các cái file lý thuyết, luật, thông tư, nghị định, nghị quyết à, Đấy, đây là cái phương pháp học Là nó sẽ phụ hết toàn bộ à, Một cái à, mục danh mục nào đó à, Là chúng ta yên tâm để Không học tố, học lệch Tránh chạy show, đi tìm câu hỏi trắc nghiệm Hoặc bao giờ cho hết được Các em xem video của thầy hay và bổ ích à, Nếu trên Youtube đang xem trên điện thoại Mà thấy cái nốt đăng ký đang là chữ màu đỏ Thì chúng ta chạm tay vào à, Cái nốt à, chạm ngón tay vào cái cái chữ đăng ký à, sau đó chúng ta sẽ xuất hiện ra cái chữ đã đăng ký thì làm như vậy để chúng ta được hai cái tiện ích tiện ích thứ nhất chúng ta xem video bài giảng theo từng mục tiện ích thứ hai có video bài giảng sớm nhất thì các em sẽ nhận được phần mềm của thầy là phần mềm e-learning thuộc vào nhóm phần mềm phi lợi nhuận thế cho nên các em kết nối zalo hoặc nhắn tin cho à, điện thoại cho thầy sẽ được cấp một cái đường link để chúng ta xem video bài giảng miễn phí và hoàn toàn trên điện thoại. Chúng ta muốn xem cho nó nét thì chúng ta kết nối sang à, màn hình tivi để vừa nội trợ vừa công việc gia đình chúng ta vừa nghe bài giảng của thầy được. Tốt nhất chúng ta phải nghe bài giảng trước, sau đó chúng ta mới đăng nhập vào phần mềm để tự học câu hỏi trắc nghiệm vào bất kể thời gian nào. À, đấy thì đây là cái phương pháp tốt nhất để hỗ trợ cho học viên à, vượt qua được cái ôn tập kỳ thi tuyển công chức viên chức nâng ngạch công chức và thăng hạng với chức chúng chúng ta cạnh tranh nhau một kiến thức phải có kiến thức để đáp ứng được kỳ thi đồng thời để có làm công việc tốt hơn chúng ta học xong chúng ta hiểu thì sau đó chúng ta sẽ công tác sẽ các em cảm thấy tốt hơn rất nhiều chúng ta hiểu được các văn bản các cái thông tư các luật các nghị định nghị quyết à, của nhà nước của đảng để chúng ta làm tốt hơn cứ theo văn bản chúng ta làm là không bao giờ bị sai à, khi chúng ta đã hiểu được nội dung rồi giáo chúc các em thành công